Đôi bên cái cân làng mất tiền, à xin lỗi các bạn, đôi bên cái cân làng xuống tiền là một câu nói rất quen thuộc trong một bộ môn thể thao dân gian của chúng ta. Hôm nay cái cân xin giới thiệu đến các bạn là 4 chiếc đồng hồ mà cái cân đang có sẵn để phục vụ mọi người. Đó chính là cái chiếc Audemars Piguet, hai chiếc Audemars Piguet và hai chiếc Vacheron. Trước khi đi vào chi tiết 4 mẫu này thì cái cân xin có một chút giới thiệu ngắn gọn về sơ qua. Đó là 4 chiếc này là đang là 4 chiếc lướt và có sẵn tại cửa hàng, thì cái cơ chế dành cho 4 chiếc này đó chính là trong vòng 3 ngày đầu khi mà khách hàng đã mua rồi nhưng vì một lý do nào đó, ví dụ như là về cảm thấy đeo không ưng, chưa được hợp lắm, thì khách hàng hoàn toàn có thể trả lại cái cân mà không bị trừ bất kỳ một khoản phí nào. Đấy là cái cơ chế bán hàng của cái cân trong vòng 10 năm qua, và cơ chế này là cực kỳ đặc thù, chỉ có tại cái cân. Và hơn nữa, tại thời điểm này, đó chính là khi mà giá cả đang có xu hướng là đi xuống, thì cái cân áp dụng đặc biệt cho 4 chiếc này đó chính là trừ đi 10% trong vòng 6 tháng khi mà khách hàng quay đầu. Và cái giá này bất luận là giá thị trường lên hay xuống, thì khi mà khách hàng có nhu cầu bán lại, giá vẫn được tính theo cái giá thời điểm khi mua. Đây là một cái có thể coi như bảo hành về giá cho khách hàng, không lo về cái việc xuống giá của đồng hồ nữa. Áp dụng đặc biệt cho 4 mẫu này. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. I'm at this point, you just moved right up the block from me. You got the hots for me, the finest thing I ever seen. Oh no,